Cái này nóng thế nhỉ? Tớ nóng chưa? Lột xác nhá. Cô lấy cái xà phòng. Anh bảo là anh bảo được 5 năm có 8 cũng không nhớ nữa. Nhớ không rõ nữa. Nhớ rõ nhá. Anh bảo là lâu quá không đến là người ta đổ hết cả đường rồi làm nhà hết rồi. Là quân ta thôi mà. Đó ông ta tập cho hiểu rồi. À anh còn bảo là lâu quá không về là người ta làm nhà đẹp hết rồi. Ừ đúng rồi. Đẹp trai chưa? Đấy mà. Ok chưa? Ok rồi. Chào. Đấy, chào đang nói chuyện với anh ấy cho anh ấy có thể là dễ tiếp chuyện hơn. Mình vừa nói chuyện để cho anh ấy hiểu hơn. Tức là em đang ở trên đây là điện thoại để quay phim. Anh biết quay phim không? Có mà. Có đúng không? Quay phim để làm gì? Quay phim xem. Quay phim để xem. Đưa lên trên mạng. Chào San, xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại là cháu đang có mặt ở trên nhà của anh Cao mình. Như vừa rồi các bác cũng thấy rồi đấy, mình cũng đã cắt được cái bộ tóc. Và hôm nay thì cháu đang có mặt ở trên này, mua thêm những cái đồ đạc. Và nói chung là như thời gian vừa rồi cháu cũng nói với các bác là khi mà nhìn vào cái giường các thứ, mọi cái là mình nhìn đã thấy cực kỳ là khó để mà ở rồi các bạn. Và ngày hôm nay thì cháu lên đến trên này là thấy cái đèn năng lượng mặt trời anh lại đem vào trong nhà rồi. Không biết tại sao anh ấy lại đem vào trong nhà nữa. Anh đang làm gì đấy? Chào anh nhá. Ra đây em bảo. Ra đây em bảo. Cái đèn năng lượng mặt trời anh để đâu rồi? Anh để đấy làm sao mà nó phơi được? Em bảo anh này. Sáng được không ạ? Không sáng. À anh sáng, bây giờ nó sáng đúng không? Nhưng mà anh cứ phơi vào cho em. Cái này là con phải phải phơi vào thì nó mới sáng. Không phơi đâu. Không phơi là nó chết đấy. Hiểu không? Phơi vào mới sáng. Anh không biết được. Còn tại vì anh không biết đấy, anh. Từ từ đấy. Phơi trên này thiên giang luôn, muốn mình cũng giang á, giang sẽ cài dầu á. Phơi đó. Phơi. Anh cứ nghe em. Anh không phơi nó làm sao mà sáng. Anh cứ tưởng là cái này là không cần phơi. Không phơi làm sao mà nó sáng anh. Em bảo anh này. Hôm nay là em lát nữa là em mua thêm một cái chiếc giường cho anh này. Không phải mua ạ. Mua giường, mua đầy đủ đồ để anh nấu ăn nhá. Không phải mua mà. Anh làm gì đấy? À, soi tiền không phải. Làm gì mà phải tiền? Thọ ép mà. Điện thoại ép á? Làm sao mà điện thoại ép ở đấy? Cái đấy không phải điện thoại ép đâu. Nhà cái nào không được. Anh đang làm gì đấy? Ép tiền không được. Ép tiền á? Ôi giời, các bác ạ. Đây, các bác vào bên trong này xem một chút cái chiếc giường đi. Thực sự mà rất là ghê luôn á. Anh biết là cái giường của anh bẩn không? Không bẩn đâu mà. Ui, bẩn thế mà không bẩn. Anh cứ đùa. Không bẩn nữa đâu. Thôi hết cách, không có tiền mua xe máy nữa. Ra đây xem nào. Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Nhận ạ. Ăn rồi. Là cơm sáng nay mẹ cô đem về hay là của hôm qua? Cho à, cái gì nhỉ, cái khoai lang cũng chưa cái hết này thì khoai lang chưa hết rồi là đây cháu mua cả mì tôm các thứ đây thì cháu mua cả thịt nhưng mà chắc chắn là anh không biết là có biết nấu hay không và mua cả gạo nữa. Cô cứ làm đi, cô cứ làm thôi, cái này lớp vào rồi được. Ra đây em bảo. Ra đây.
Đây, đây. Làm cho em có cụ, em có mua quần áo mới nữa rồi. Em giúp anh hớt cho tóc đẹp trai một tí nhé. Chỗ hơi lọ. Đây, đây. Không phải đâu mà con cắt chỉ tỉa. Hả? Chỗ cắt lọ. Hớt cho đẹp trai tí, ra đây. Đây cô cứ làm đi, cháu khác. Đây, hớt sau đó là đun nước tắm rửa sạch sẽ, em mua quần áo mới nữa này. Đây, anh về đây xem này. Đây, em mua thêm quần áo mới nhiều lắm. Quần áo mới này, nhá. Rồi cháu hớt lại cái tóc cho anh ấy cho đẹp một chút. Thực tế thì anh bây giờ cũng cái đầu óc tỉnh táo hơn là không phải là ngẫu nhiên đâu các bác. Tức là không phải ngẫu nhiên mà như thế đâu. Mà hiện tại bây giờ anh ấy cũng đang điều trị theo cái trị liệu. Đang điều trị. Anh ơi ra đây, đây nóng quá. Anh, chỗ này thấy buồn mày. Chỗ này mà. Chỗ này thấy buồn mày mà. Bên mình cài rùa phép với mình. Đi cài nương không? Có đi cài nương không? Sao lại chưa phải hôm qua vừa bảo với mẹ là đi cài nương mà. Hả? Đây ra đây, ra đây. Ra đây. Ra đây em hớt tóc một tí. Hớt lại tóc nhé. Hết lại về luôn. Không gọi em nào cũng không được. Em làm thợ cắt tóc cho anh nhé. Ôi. Cắt sau đó là mặc quần áo mới đi. Hôm qua vừa gội tóc xong. Thế sáng nay là anh lại không. Cái gì nhỉ? Cắt kiểu. Chạm được làng hả? Hai mình cắt chọc luôn nhỉ? Cắt chọc không? Không cắt chọc à? Thế anh không thích cắt chọc à? Hớt ra như này thôi đúng không? Cháu làm tự cắt tóc thôi. Cho anh rồi này. Cái bộ này lát nữa là mình mặc cái bộ khác mà cho anh giặt nhé. Ok chưa? Cái tông nó yếu quá. Anh muốn đi chơi không? Anh năm nay bao tuổi rồi? Hả? Hơn 30 à? 30 chưa? Chưa á? Tóc bạc rồi đây này. Tóc bạc rồi. Chứng tỏ anh cũng ngoan đấy nhỉ? Anh nhỉ? Ngồi yên thêm thiếp cho em cắt tóc. Có mưa lược nhưng mà lược cái lại không mang, chưa mang lên các bác ạ. Như là cắt như này có đều không? Xem nào, em xem nào, từ từ đã, đang xoay xem như thế nào đẹp trai. Trắng chân luôn nhá. Hết trắng chân luôn. Cho đẹp trai. Cắt đồ chọc luôn nhỉ. Hả? Như này thôi à? Như này thôi à? Nghĩa là không cắt đồ chọc đúng không? Đồ chọc sâu quá à? Mũ đâu? Không đổi mũ à? T
Cái thợ cắt tóc này giỏi quá. Và chỗ này có tóc trắng. Xem nào. Đẹp hơn chưa? Đẹp hơn chưa? anh cắt dâu đi. Này cắt dâu đi. Cắt đâu mà? Cắt dâu xem nào. Cắt đi. Không biết dùng không? Không biết dùng á? Cái này là cái gì? Hớt tóc. Hớt tóc á? Tông đơ. Tông đơ hớt tóc. Đẹp chưa? Hớt rồi nha. Vừa hết vừa cười cười. Đẹp chưa? À cô đốt lửa hồ cháo với. Đốt lửa về đun nước. Đun nước về hôm nay là phải tắm. Tắm rồi sạch sẽ thì mới lát nữa mình mua giường về. Mua giường về làm thì nó mới sạch. Anh hiểu không? Nha. Không mua á? Sao không mua? Không có tiền à? Em có. Hả? Hết tiền rồi. Tiền không nói em cho đâu. Hả? Tiền không nói em cho đâu. Thế nào đẹp trai chưa? Sao tóc lại cứ rơi rơi lên này? Ăn được cát luôn nha. Cháu lên đầu cắt tóc. Đấy đun đầy. Cháu còn định là bảo anh ấy tám thì chắc phải có khoảng hai. Tức là đun hai lần đấy. Không là anh ấy không dám tám. Lạnh quá. Đẹp rồi. Quá đẹp nhờ. Đẹp chưa? Anh cắt dâu đi. Sao không phải cắt? Cắt dâu đi. Tạp cho anh cái tông đơn này. Tùy anh cắt nhé. Ừ. Đấy. Tí nữa là tạp cho anh cái tông đơn. Anh em cắt cắt lại dâu tuốt lại vẻ đẹp cho anh ấy. À, lát nữa là tắm rửa. Tắm rửa xong là thay quần áo mới luôn. Hôm nay là mang ảnh tông đơ về tuốt lại luôn. Đẹp trai không? Ừ, đẹp rồi. Đẹp rồi đúng không? Ừ. Ừ. Con xin chào các bác nha. Ừ, xin chào các bác. Vâng. Đúng không? Vâng. Được chưa? Ừ, được rồi. Ok chưa? Vâng. Đấy, thấy tóc của mình đẹp chưa? Quá gọt gàng đúng không? Vâng. Lát nữa là tắm rửa nhá. Không, tắm rửa rồi. Phải tắm rửa. Phải tắm rửa rồi. Phải tắm rửa. Không được rồi. Hả? Không phải tắm rửa nhiều rồi. Tắm rửa nhiều mới sạch sẽ. Không phải tắm rửa nhiều. À, tại vì là cái giường của anh ấy bẩn quá các bác ạ. Bẩn quá nên là anh ấy đi làm có một đêm thôi mà mặn. À, hôm qua vừa rửa xong nhưng mà bây giờ là khá là bẩn rồi đấy. Đẹp như thế này có tiền chưa? Không còn nữa. Không còn nữa. Đâu? Đây, xem này. Anh ơi. Anh biết cái này là cái gì không? Biết cái này là cái gì không? Ui. Xem thử cái gì. Sờ, cứ sờ xem. Sờ đi, sờ ngoài xem nào. Gạo à? Gạo đây. Anh đói chưa? Không đói mà. Em mua cả thịt cho anh này, anh biết nấu không? Có mà. Có à? Tắm rửa xong đó là nấu nha. Đây. Anh biết cái này gì không? Dầu gội. Dầu gội đúng không? Ừ. Cái này mình có cần quét không? Quét đi mà. Không phải quét, nó bẩn thì làm sao? Không phải quét. Để cho mẹ quét. Hôm qua anh bảo với mẹ là đi cày ruộng ấy. Ra chỗ này đi, ra chỗ này mát mát tí. Anh. Nhà mình có cho mấy ngựa đang làm thế bảo nhá. Lên đây. Con sợ nhiều. Cái mấy? Ừ. Này tại. Em đang đun em đang đun nước cho anh gội đầu tắm rửa.
sau đó là gội đầu lại và tắm tắm cả người luôn nhá. Ok. Để tí tắm sao. Anh ở đây là được mấy năm rồi, anh còn nhớ? 5 năm nhỉ. Cái gì? 5 năm nhỉ. Ý là nhiều năm à? Nhiều năm là bao nhiêu năm? 5 năm nhỉ. 3 năm chưa? Hơn rồi chắc. Hơn 3 năm rồi. Thế tại sao anh cứ ở trong nhà thôi, không đi ra ngoài? Mình lọ. Vẫn sao nhiều mấy ngoài mấy? Mình sao nhiều mấy? Mình tụ lọ. Hả? Mình tụ lọ. Sao nhiều mấy tụ à? Mình tụ lọ. Hả? Mình tụ lọ. Sao nhiều? Mình tụ lọ. Tại sao? Mình tụ lọ. Bên này là mẹ ai? Mẹ anh á? Mẹ anh đúng không? Thế bố anh đâu? Như to nhà. Bố anh đi đâu rồi? Bố mà. Mấy tiền ý? Tiền ý? Mấy tiền ạ? Mấy tiền ạ? Mấy con cong thôi. Mình đang kiểm tra lại cái độ tỉnh táo của anh ấy xem như nào. Nói chung là cũng dần dần thôi. Dần dần thôi, mỗi lúc chắc có lẽ là mỗi lúc nhớ được một ít thôi, chứ không thể nào mà nhớ được hết một lúc cả. Nhớ hết được thì tại vì hình thành cái căn bệnh từ rất là lâu rồi. Anh ơi, tí nữa mình lắp giường ở chỗ nào? Lắp. Các bác đã mua giường cho phải lắp. Lắp đây nhá. Lắp một cái giường ở đây nhá. Nhá. Mua cả bàn ăn các thứ rồi. Em mua cho ấy. Phải lắp. Anh đang bị đau đầu à? Có đau đầu không? Không đau đầu à? Không muốn nhè. Mà không muốn bảo. Muốn. Muốn hay là mình bà lý nhỉ? Yeah, hết nhờ. Mình tự ạ. Hồi chờ nhiều mình tự ạ? Cho điện thoại mình tự ạ. Khâu hả? Thường này hôm đi làm mệt quá. Thế anh có ra đây xem mọi người ở dưới này không? Đâu? Anh thấy ở dưới kia có nhiều nhà không? Có rồi. Dạ, nhà con à? Không. Là nhà của mọi người ấy. Đợi tí là tám rồi. Đợi tí tám luôn. Tám luôn không sao. Anh ăn buổi không? Ăn buổi em hái cho. Ngoan à? Hả? Ở dưới này có đường này. Kìa, có ô tô kìa. Ô tô đi qua đi lại kìa. Phải đi lại như thế này ra ngoài chơi cho thoải mái chứ. Đấy, chuẩn bị là tắm rồi. Giao lý tàu này mình phong thổ á. Mình phong thổ cho nhú. Mình căn hề á. Căn hề. Nà, mình như xiên ý. Mình toàn rồi, mình hái con. Mình hái? Mình ruột. Chơi hà nè. Chào đâu? Chào đâu? Chào nay ấy. Xem bé đi đâu chơi. Bé. Vâng, cô đổ vào đấy, đổ vào đấy đi. Alo, mà không chơi hả? Thảo không à? Chào nay ấy. Nà mà nhì à? Nhì con ấy. Nán thì sẽ mới con nhà. Mà nán hơn con. Cái đây có phải con anh đâu. À, con của anh ấy là bây giờ ở đâu cô? Ở bên ngoài à? Con dâu đi Trung Quốc rồi chứ? Con dâu đi cũng đi SLL cũng lấy một lần. Bây giờ đi Trung Quốc chưa cô? Ừ, bây giờ thì lấy chần nia đây. À, nhưng mà không tức là không phải đi Trung Quốc đâu đúng không? Cũng ở Việt Nam mình thôi. Thế con gái là đi cùng luôn à? Không phải con gái đấy. À con trai à, thằng nào anh nhớ là đúng đấy. Anh bảo là con trai, thằng nào mình cứ bảo là con gái không phải. Thế là anh là có con trai à? Con trai anh tên gì? Con trai anh tên gì? Con búa. Hả? Mày mấy ton búa hình à? Con búa. Mày búa? Con búa.
Sao lại không? Tần thế. Họ Tần á? Tần gì? Tần A. Tần A gì? Tần A mình á? Nhớ lại xem. Anh muốn đi xem con trai anh không? Ông có muốn đi xem con trai không? Con trai. Con trai ông ơi. Con trai. Con trai đi ở trên bên ngoài rồi. Mình ạ. Ông đi về tôi chở ông đi. Mình ạ. Không à? Tức là anh ấy xưng hô ông là cháu mới nhận ra rằng là tức là chỉ có nói ông với tôi, tức là ngày xưa ý này thế chứ không phải là ông cháu. Là cháu đang hiểu lầm là anh ấy xưng hô ông rồi là tôi ấy, ý là đây đây. Được rồi, ra đây em bảo. Thằng này bùa mày mà. Chạy nhúng. Ông thằng này bùa mày. Này chom nha, phải chom mày. Chom, chúng cảm nhận đâu rồi nè. Ông ra lọ con nào. Ra ra, che giả mấy tình lui. Ông từ ra lọ, ông từ ra lọ. Ra thì là hút mà. Không phải tám thôi mà. Nước nuôi con thôi mà. Tám lấy hết thì tám hết mình lo nữa. Nước nuôi con thôi mà, không phải tám thôi mà. Tăng, tăng, tăng. Ừ. Lo lọc con à? Tại hắn tế, à chú lý, ở đây mà là hồ xăm tử quá. Ai dở. Hắn chú nó chen chè, qua này, qua này. Trời tả nó, mày, mày mà. Vô cả đầu đấy. Con mà. Này, nóng ấy. Nóng gì? Cái này nóng thế nhỉ? Ừ. Tớ nóng chưa? Ừ. Ôi, thì rụt rụt rụt. Ừ. Rụt rụt rụt. Mà con kiểu... Lột xác nhá. Cô lấy cái xà phòng à, cái dầu gội, lấy xà phòng trước đấy. Bây giờ phải lấy xà phòng kia trước đấy. Vâng. Lúc trước con mua à, vừa nãy là con mua cả xà phòng nhưng mà chưa, lại xe kia là chưa đến. Đấy, cô lấy xà phòng cho anh. Lại đang đun nước chưa cô? Đấy, cứ đun vào. Tí cho anh dùng. Wow. Này, anh này. Mới con bằng hả? Ừ. Rửa cả cá này này bẩn lắm. Đấy. Rửa cả trên người á. Này nắng rồi. Được, dùng nhiều vào, dùng nhiều vào. Dùng bằng đây thôi mà. Nhiều vào. Ừ. Cô ơi, cô xé một gói dầu gội cho cháu với. Hả? Xé một gói dầu gội cho cháu với. Đây, để cháu để em rửa cho anh. Anh rửa cái này không sạch đâu. Này không? Này à? Đấy, cô xé một gói dầu gội cho cháu. Đây, anh cứ dùng cái này thôi. Cọ hết cả người luôn. Đây này, hút chỗ này bẩn quá. Đúng rồi. Rửa hết toàn thân luôn, đúng rồi. Tôi hết rồi. Đây, tí cháu. Ôi đâu, à, cứ rửa người trước đấy. Đấy. Thôi chưa? Đây, chỗ này bẩn lắm này. Đây, anh cứ dội đầu đã. Ui ôi, cái chỗ này bẩn quá anh ơi. Đây. Ui dồi ôi. Đấy. Cái chỗ này nữa. Sự chăn này rất siêu chứ quá. Hôm qua là anh lấy cái khăn mặt ướt là anh bóc ở chỗ này. Và bây giờ là anh đã lấy cất vào trong túi rồi. Chưa. Cái dầu gội đâu, để đâu nữa. Xuất tăng. Ôi ôi, cái chân của anh bẩn chưa. Khủng khiếp luôn. Khớp tái họ. Mời bà chị nhắn ra xin nhà. Hả?
năm hơn rồi. 3 năm. 5 năm. 5 năm. Anh bảo là anh bảo được 5 năm cũng 8 cũng không nhớ nữa. Nhớ không rõ nữa. Nhớ ấn rõ nhá. Này cả mấy như bữa này nó to này. Nó to này. 5 năm chưa? Đẹp trai cực luôn á. Anh ấy trắng. Đây các bác xem thử thế nào. Đây, ngẩng đầu lên xem nào. Đấy. Đẹp trai chưa cơ? Trắng chưa? Tắm rồi. Không, anh lau lau sạch người đi. Lau khô hết đi. Lau khô hết đi. Anh còn bảo là lau xong là giặt luôn. Thoải mái chưa? Hả? Phần miền á? Bây giờ phải thành người chứ. Đây, em lấy quần áo mới cho anh này. Bây giờ cháu mua tận 2 bộ luôn cho anh mặc Tết. Này, mình thay dần lại hồ. Chú chấn tế hồ năng anh. Chú chấn tế hồ liệu. Vào trong kia thay. Vào trong kia mới không ngại. Đấy, vào trong đấy. Đấy nha. Chúng ta vẫn tỉnh táo hơn nhiều. Rất rất là nhiều rồi đấy các bạn. Chứ không phải là không tỉnh táo đâu. Mẹ anh ấy cũng vui. Nói chung là như thế này thì cũng quá là ok. Kỳ tích. Tắm rửa sạch sẽ. Xong là lát nữa mình lắp lát chiều là cháu sẽ mua đầy đủ giường chiếu. Tất cả mọi thứ luôn. Xong nồi, gạo. Rồi mọi cái là mình mua đầy đủ ở trong trước Tết này là anh ấy mà nếu mà tự làm chủ được bản thân anh sẽ tự nấu ăn coi nhé. Đấy hôm nay anh còn biết giặt quần áo này. Đây em đổ nước cho. À lấy xà phòng ra. Lấy xà phòng ra. Anh hôm nay anh giặt quần áo luôn đấy. Bao nhiêu năm không mặc quần áo rồi. Có xà phòng mà. Được rồi à? Thế tí nữa mẹ đi lấy nước nữa. Ở bên này là, nhà bên này là có cái nguồn nước về bên này không nhỉ? Có. Có à? Thế là... Đẹp trai thật sự bây giờ. Có cần phơi ký đi. Phơi này tí nó khô rồi. Phơi này tí khô rồi. Đấy, ở đây sẽ ấm một tí nhờ. Đây, các bác xem này. Vụ còn to hơn của cháu San nữa này. To hơn không? To hơn à? Đây này. Đây này, anh xem này. Vụ to vàng quá. To vàng. Đẹp trai đấy nhờ. Chứ không phải không đẹp trai đâu. Nào, chúc các anh. Chúc các bác ăn Tết thật vui vẻ nhá. Nhá. Chúc các bác ăn Tết thật vui vẻ. Đúng không? Đây ra đây anh em mình đứng ở đây chụp một cái ảnh nữa. Đứng ở chỗ mát mát này bởi vì chỗ đấy chói quá. Đây nhá. Chỗ, đây đứng ở góc này này. Ok, hai anh em mình chụp ảnh nhá. Lúc nào em đưa anh đi làm YouTube nhá. Ok. Vâng. Đấy. Đúng thực sự mà các bác sẽ không thể tưởng tượng là đấy không thể tưởng tượng là thay đổi một cách nhanh chóng luôn á, chóng mặt luôn. Bây giờ là cái gì anh ấy cũng nói từ từ thôi, bởi vì những cái da đầu các thứ bởi vì anh phải gội dần dần mới đẹp trai được, đúng không? Phải đánh răng các thứ nhá. Anh bị đau lưng à? Không đau lưng đâu. Mà như chết muộn nhỉ? Chết bằng muộn bằng bây giờ trẻ trung. Cái bộ quần áo quá đẹp luôn. Đây nhá, đây còn tận 2 bộ nữa là một cái áo khoác. Áo khoác này là áo khoác ấm. Là em cũng trực tiếp mua cho anh để ban đêm buổi sáng thì anh khoác cái này cho ấm. Đẹp không? Cứ xem thử xem có đẹp không? Đẹp đúng không? Đây còn lông này. Cậu mới là Linh. Hả? Cậu bố mày là Linh. Mày nè, này, đưa vào đây để nào mặc nhá. Lúc nào cũng phải mặc nhá. Rồi. Ok. Sáng nay là ăn sáng là ăn với cái gì?
đâu mà. Anh biết cái gì không? Ừ. Cầm xem nào. Ôi ô con à. Đã bún mà xin máy rồi. À không, em cho mà. Bún á. Ừ. Anh cứ tưởng là mình bán. Yeah. Cái này em cho. À. Em mua về. Ừ. Em mua về cho anh thôi. Ừ. Nhá. Ừ. Là hỏi mẹ là không có tiền mua. Đấy. Mà xin nó sập pin này. Hả? Này mì tôm này. Cái này mì tôm muốn cho anh. Tất cả để cho anh hết nhá. Hả? Cho thôi làm sao? Làm sao mà na nó chỉ nhà nắng hiện. Cạn mà. Bây giờ xem anh nấu kiểu gì. Cạn phải. À, anh bảo là cắt nhỏ, thái nhỏ ra để nấu. Đấy, anh là thái nhỏ ra để nấu. Bây giờ làm gì cắt? Cắt cắt kiểu gì? Con dao không có. Em quên không mua con dao. Cho mà nhỉ. Ở đâu? Cho chúng hàng này vừa. Hán tôi nhỉ? Mai là con hán tôi. Này, cho mẹ tí nữa. Xem nào, kiểu gì nhỉ? Bây giờ hay ăn mì tôm không? Ăn no rồi à? À, thế là ăn. Thế sáng nay là tự nấu ăn rồi. À, thế thì để đây đi tí chiều cho anh ấy nấu ăn. Chắc không biết nấu đấy, nấu không chín không ăn. Tôm thì cho để. Không, chắc là dần dần là anh biết rồi đấy cô ạ. Dần dần là cháu nghĩ là dần dần là anh biết đấy. Dần dần anh ấy sẽ biết. Không, đấy là lúc trước. Cái đấy là lúc trước thôi. Còn bây giờ là sẽ khác hơn nhiều đấy. Đấy, anh gái xem. Gầu vai loạt xa đấy. Rồi, cho để tạm đây đây. Hiện tại bây giờ là tại vì là anh ấy cũng không đói. Nên là mình không biết nấu cái gì cả. Đi, mình đi ra ngoài chơi một tí đi. Đây, em dắt anh ra ngoài này. Xem ở bên ngoài một tí. Ra đây nhá. Đây. Đi ra đây. Này, pè bùa mà. Biết chưa? Ôi rồi, ở ngoài, ở trong kia mấy chục năm rồi đúng không? Quay. Không sao, không sao, không sao, không sao. À, mú của anh đâu? Không có mú, mú trong kia. Có rát đầu không? Có rát không? Không có mà. Không rát à? Đây này, con lợn này. Anh xem thấy chưa? Ờ, nó bao nhiêu hàm bảng cá lọ. Này bố mày, nó chiến anh nhẹ. Này xe của em ấy. Nhiều năm anh không đến đây rồi. Nhiều năm rồi. Thế mình đi xuống dưới quán nhé. Đi không? Đi làm gì? Đi mua kẹo. Không có tiền. Mày em đưa kẹo, em đưa tiền cho. Từ đây. Không có tiền á? Để thì em lấy tiền cho nhá. Anh em bảo lâu quá không ra đây. Cái này là mic. Mic để nói chuyện. Đi. Về đó. Đi xuống nhà này cho. À rồi. Đi xuống nói chuyện với mọi người tí. Yo vẫn tàn nào à? À vừa mình dạo tới tin hả? Ờ, tàn nào à? Yo là tính tại chỗ cho dịch á. Na, anh bảo là lâu quá không đến là người ta đổ hết cả đường là rồi làm nhà hết rồi. Là vẫn ta thôi mà. Đó, ông ta tập cho hiểu rồi. À, anh còn bảo là lâu quá không về là người ta làm nhà đẹp hết rồi. Ừ, đúng rồi. Anh ơi, bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đi chợ. Về ăn đi. À, đi chợ à? Thế mày đi xuống dưới này mua đồ ăn nhá. Mày mà chị nạ. À, để em cho, nhá. Ê ơi. Ok. Mày bỏ. Có. Đây. Mày khoai ba nạ. Đi. Mình mà khoai ba chỗ rồi à. Già lọ, già lọ nha. Chín ít rẻ luôn. Mà chín chỗ rẻ nhá mà. Chín chỗ mà cáo. Có đủ. Không đấy. Đi nữa đâu con à. Sao thế? Không đi nữa. Sao? Không đi nữa, cắt chung tài. Mệt quá à? Mệt đâu?
cắt chúng ta nó nải không đi nữa. À, ngày xưa cắt chúng ta á? Ai con cắt kia hả? Không, người ta cắt chúng ta. Con dìa, dìa bao đây. Thế là người ta cắt chúng ta à? Cắt chúng ta thì không đi nữa. Ai cắt chúng anh? Cắt ở bên kia. Họ cắt chúng ta à? Con kia là. Thế thì thôi, đi. Chẳng muốn đi, về đi. Cắt chỗ phải đi. Thế hôm nay là ra đến đây được rồi. Đi đâu đấy nhỉ? Dưới lộ. Mình lót con à? Mình chẳng có nữa ta. Ôi giời ơi. Người ta bên nhà chú làm cái gì đấy? Chú làm cái gì kìa? Đi xem chú làm cái gì đi. Đi mình ra chuyển bộ à? Vơ mà khai chú cho nhỏ. Mình nhỏ con à? Xem chú làm gì ấy? Mình à. Mà khai chơi nhỏ. Xem chú làm gì ấy? Mình ạ. Đi. Mình mà con à. Sao thế? Mình à. Cái máy chú đang làm gì ấy? Mình ạ. Không tao à. Không thích đi à? Bỏ miền hả ốc? Đây đi về đi. Đây để em đợi con chó này. Khi nào sân đa tớ. Con chó này. Làm giờ sao nghĩ được cười luôn. Đó nó hay tạch choáng ta. Kiểu anh hay tạch choáng. Ông mà. Ông. Ờ. Nó dướn vào, dướn kéo mình nghỉ ngơi á. Nhá. Cứ dướn vào. Hả? Cứ dướn vào. Dướn. Nói chung là các bác ạ, cháu muốn dẫn anh ấy đi đi ra ngoài một chút. Anh ấy chỉ có ra đến bên này thôi, cũng đã lâu lắm rồi, không có ra. Và cũng thấy là anh có rất nhiều những cái tuyên truyền. Thì cái điều này cháu vô cùng là vui. Và ngoài ra thì cháu thấy là những cái quá khứ của anh ấy, khi mà anh nói hình như là ngày xưa là có một cái điều gì đó mọi người hay là những người đối xử với anh ấy tức là không có tốt á, là anh ấy nhớ hết toàn bộ rồi cái sự việc luôn. Không biết là ngày xưa là có xảy ra cái chuyện gì ở với nhà dưới này hay không á. Anh chỉ cần thấy thôi là anh đã bảo rồi. Anh bảo sao? Con với nó cho tỉnh nó tổng. Anh bảo để đây không ai nhìn thấy á? Nhà này không nhìn thấy. Anh bảo là hình như là dây bí quá, người ta không nhìn thấy nhà hay sao á. Bảo là đáng lẽ phải chuyển xuống dưới này. Đúng không? Hát giản mày, hát giản mày khuy yên mày nông tại hết buôn là chuyển mà ọ. Ọ. Hay là cháu cũng điều này thì cháu xin kết thúc tại đây thôi. Rất là cảm ơn tất cả các bác của chú anh chị rất nhiều nha. Xin chúc mọi người luôn luôn là thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.